Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo, một số quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, về cơ bản, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 vẫn giữ nguyên quy chế tuyển sinh năm học 2021-2022, chú trọng tuyển sinh đúng tuyến nhưng linh hoạt điều tiết học sinh tại một số địa bàn. Việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh của các quận huyện trên địa bàn thành phố căn cứ vào số liệu điều tra phổ cập năm 2021, số liệu học sinh thuộc đối tượng theo địa bàn tuyển sinh của các trường có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, đội ngũ giáo viên cơ sở vật chất hiện có của các trường, số lượng lớp, học sinh đầu ra lớp cuối cấp. Ở một số quận huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân quận điều tiết địa bàn tuyển sinh theo hướng liên cư, liên địa để tránh tình trạng quá tải tập trung vào một số trường học. Thưa quý vị, đến thời điểm này, tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ bế giảng kết thúc năm học 2021-2022. Là năm học đặc biệt khi nhiều khối lớp phải học trực tuyến đến hơn một học kỳ. Đến nay, thì ngành giáo dục thành phố đã hoàn thành các mục tiêu năm học, đảm bảo chất lượng dạy và học. Năm học 2021-2022 tiếp tục mở ra bằng một lễ khai giảng trực tuyến. Sau khi học sinh tất cả các khối lớp trở lại trường học, ngành giáo dục thành phố đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Sau nhiều lần khai giảng, bế giảng trực tuyến liên tiếp, có một buổi bế giảng dưới sân trường, điều tưởng chừng đơn giản lại trở nên hết sức đặc biệt với giáo viên, học sinh. Phải nói là đúng là năm nay cái cảm xúc mà tức là so với rất là nhiều năm, đáng lẽ ra là bình thường nhưng nó lại hết sức đặc biệt bởi lẽ là một năm học, hai năm học ba là học sinh coi như là vừa bế giảng này rồi khai giảng đều qua hình thức trực tuyến. Cái niềm vui mà được các con nhận thưởng tại sân khấu nhà trường trong một cái lễ bế giảng trực tiếp thì rất là tuyệt vời. Tuy phải học trực tuyến một thời gian dài, nhưng đã học qua, chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học của thành phố được đảm bảo. Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh đăng ký đạt nhiều kết quả khả quan. Với 46 trên 62 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, một dự án đạt giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc, một giải nhì quốc gia kỳ thi viết thư quốc tế UPU. Trong năm học vừa qua thì em đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để đạt được thành tích cao. Mặc dù phải học tập trong điều kiện dịch bệnh khá phức tạp, nhưng mà chúng em vẫn luôn kiên trì và không bỏ lỡ bất kỳ tiết dạy nào của thầy cô, dù là tiết dạy trực tiếp hay là trực tuyến. Đối với em thì điều quan trọng nhất trong quá trình học tập đó là phải giữ được cho mình tâm huyết và hoài bão để có thể theo đuổi ước mơ đến cùng. Thực hiện nhiệm vụ rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, năm học qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố với tổng vốn đầu tư là 4.399 tỷ đồng. Cơ sở vật chất của các trường học trong năm qua được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thì đối với năm học 2021-2022, thì thực sự nói đây là một thời điểm rất là khó khăn của thành phố Đà Nẵng nói chung và với ngành giáo dục đào tạo nói riêng. Việc dạy học trực tuyến được thực hiện tại thời gian đầu cơ bản cũng đã đáp ứng được việc triển khai các nội dung, tuy nhiên cũng rất là khó khăn. Và trong thời gian đó thì ngành cũng đã rất là nỗ lực, năm học được hoàn thành theo đúng tiến độ và cơ bản là đạt được những mục tiêu đặt ra. Khép lại một năm học với nhiều biến động, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Càng đặc biệt hơn khi đây là năm học tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó là năm đầu tiên triển khai ở khối 2 và khối 6. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các trường học cũng đã chú trọng đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của cơ sở và năng lực tự chủ sáng tạo của giáo viên, học sinh. Tin rằng với sự chủ động thích ứng của ngành, sự nỗ lực không ngừng sáng tạo đổi mới của giáo viên, học sinh, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều quả ngọt ở chặng đường phía trước.